Khi nhắc đến các loài rắn độc ở châu Phi, người ta thường nói tới rắn mamba đen, rắn bung sơ lân hay rắn hổ lục gabun. Tuy nhiên châu Phi còn có loài rắn độc không thua kém các loài rắn trên. Loài rắn này được mệnh danh là rắn lục độc nhất thế giới, nọc độc của chúng không thua kém gì rắn mamba đen và cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân châu Phi. Chúng chính là loài rắn độc gây ra nhiều ca tấn công con người nhất ở châu Phi bởi môi trường sinh sống gần các khu dân cư, khả năng hung dữ của chúng và nhất là số lượng phổ biến của loài rắn này. Loài rắn này gần như chứa độc tố của nhiều loài rắn cộng lại, khi nọc độc của chúng vừa có cả độc tố máu gây xuất huyết nội tạng bên trong, độc tố tế bào gây hoại tử, cắt cụt chi và độc tố tim gây rối loạn nhịp thở, ngưng tim và dẫn đến tử vong. Không ai khác, loài rắn nguy hiểm, độc hại đó chính là rắn bắp Eder, cực độc tại châu Phi. Rắn bắp Eder là loài rắn lục cực độc, được tìm thấy ở các thảo nguyên và đồng cỏ trên khắp các khu vực châu Phi, ngoại trừ vùng Sahara và rừng bưa nhiệt đới. Loài rắn này gây ra nhiều ca tử vong do rắn cắn nhất ở châu Phi, do nhiều yếu tố, chẳng hạn như phân bố rộng rãi, thường xuyên xuất hiện ở các vùng đông dân cư và tính hung dữ của chúng. Rắn tắp Eder là một trong những loài rắn có thân hình dày và kích thước lớn dài khoảng 1 mét với màu sắc từ màu nâu đến màu vàng với các hoa văn nổi bật, giúp cơ thể chúng được ngụy trang rất tốt. Thân hình có từ 2 đến 6 dải chéo sáng tối chạy khắp cơ thể. Một số quần thể có nhiều đốm nâu và đen, thường che khuất các màu khác. Bụng thường có màu vàng hoặc trắng, với một vài đốm đen rải rác, khiến con vật có vẻ ngoài rất bụi bặm và nguy hiểm. Loài rắn này chuyển động chủ yếu là theo đường thẳng, sử dụng các vảy bụng rộng theo kiểu sâu bướm và được hỗ trợ bởi trọng lượng của chính nó để tạo lực kéo. Khi bị kích động, nó có thể chuyển sang chuyển động ngoằn ngoài điển hình với tốc độ đáng kinh ngạc. Rắn bắp Eder có thể tấn công đột ngột và nhanh chóng, khả năng tấn công sang một bên, dễ dàng như khi tấn công về phía trước. Sau đó chúng nhanh chóng trở lại vị trí phòng thủ, sẵn sàng tấn công lần nữa. Trong một cú tấn công, lực tác động rất mạnh, những chiếc răng nanh dài đâm sâu, đến mức con mồi thường bị giết chỉ vì chấn thương vật lý. Là một loài rắn rất ít đi kiếm mồi, mà chúng sẽ thường nằm bất động để chờ trực con mồi nhờ vào khả năng ẩn thân của màu da với môi trường bên ngoài. Đặc biệt, thói quen nằm phơi nắng bên đường mòn, màu da sẫm rất khó phân biệt. Khi con người đi đến gần, chúng gần như bất động, nhưng khi đã quá gần, sẽ bị một cú tấn công như trời giáng. Đây được xem là loài rắn lục độc nhất thế giới, vết cắn gây ra các triệu chứng toàn thân một cách nghiêm trọng với nọc độc cực mạnh và răng nanh dài. Một vết cắn của chúng có thể giết chết 7 người trưởng thành khỏe mạnh. Tình trạng độc tố của loài rắn này nghiêm trọng như liệt chi, xuất huyết, không cầm máu được, hoại tử lan rộng vết cắn, nhiễm trùng xảy ra khiến nạn nhân có thể mất ngón tay hoặc ngón chân đời bị cắn. Mặc dù việc sơ cứu kịp thời và có huyết thanh truyền trước 4 giờ sau khi bị cắn vẫn có thể cứu sống nạn nhân, nhưng những di chứng để lại rất nặng nề, nạn nhân gần như bị tàn phế suốt đời. Trên đây là thông tin về loài rắn bắp Eder cực độc ở châu Phi. Xem video hữu ích, xin cho lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Trân trọng cảm ơn.